Ok, xin chào các bạn. Nay mình sẽ unbox một chiếc mic microphone của hãng Boya, mã của nó là BI-MM1. Thì như các bạn chuyện thấy là trước đây thì có dòng Boya M1, nhưng mà đây là cái bản nâng cấp của cái sản phẩm M1 này là MM1. Các bạn thấy là có thêm lông giống như là của hãng Rose và những cái viền đỏ là cái giá đỡ để chúng ta gắn vào cho máy ảnh. Rất là đẹp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng bóc ra để review và chúng ta sẽ xem thử nó như thế nào. Ok, sản phẩm đây. Thực sự hộp rất là khá đẹp. Ủa ấy. Riêng cái lông này là nếu mà mua của Rode nó cũng khá đắt. Đây. Đẹp quá. Đấy. Thứ nhất là về cảm nhận là cầm nó rất là chắc chắn này và cái lông này rất là mềm mượt, có tác dụng là để lọc gió và lọc những cái tiếng xào xào hoặc là tạp âm rất là tốt. Nói chung mic là phải có cái này. Đấy, thì đi kèm thì bao gồm một cái này, một cái mic này. Đây là dây tiêu chuẩn nối dài là 3.5 này. Và đây là một chiếc dây 3.5 mà dài ra như thế này để chúng ta có thể lắp vào cái máy ảnh dành cho những cái dòng máy dòng DSLR cắm ở phía dưới này. Okay, và tiếp theo đây là một cái gá. Cái gá này cho chúng ta cài này vào như thế này. Đấy, khi chúng ta cài vào thì hoàn toàn chúng ta có thể để khi chúng ta vặn vào chiếc máy ảnh ấy là chúng ta sẽ cập vào đây. Ok, bây giờ sẽ lấy một chiếc máy ảnh. Thì đây là một chiếc máy ảnh Sony A7R3 này. Thì cái mic này chúng ta sẽ cài nó vào đây như là cài chân đèn flash. Sau đó dùng cái này siết lại. Ok, khá là đẹp. Rồi chúng ta sẽ dùng dây. Thì ở đây là chúng ta có thể dùng những cái dây thẳng này để chúng ta cắm thẳng này. Và dùng dây cắm theo kiểu nhỏ này cũng được. Đấy. Ok, và một đầu này chúng ta sẽ cắm vào jack cắm mic. Thì đây này, đây là jack cắm mic. Đấy. Như vậy là chúng ta có thể quay rất là tốt được. Vì so với cả mic của một chiếc máy ảnh thông thường thì dòng mic này nó sẽ cho chúng ta một cái âm thanh xung quanh với cái chất lượng nó rất là tốt, tập trung vào cái âm thanh của người nói nhiều hơn là tập trung vào tạp âm, nên khi chúng ta dùng cái mic này nó sẽ không có tạp âm. Đấy. Hiện tại một chiếc mic như thế này thì đang được bán tại techsport.vn với giá là 650.000. Quá là rẻ, quá rất hợp lý. Ok, bạn có thể mua hàng tại mua sản phẩm này của techsport.vn ở trên gian hàng của Shopee, Lazada, Tiki, tất cả các kênh bán hàng đều có hết.